Chào mừng quý khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng thứ ba ngày 30 tháng 1 của bóng đá 5G. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi với cập nhật sáng hôm nay. Vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Messi bất lực nhìn Inter Miami thua trận. Al Hilal đang có chuỗi 20 trận thắng xuất sắc và bất bại trong 28 trận ra quân gần đây trên mọi đấu trường, chuỗi trận kéo dài từ giữa tháng 8. Mặt khác, Inter Miami không có chiến thắng trong 10 trận gần đây, với 6 trận trong số đó kết thúc với sự thất bại. Sự tương phản rõ rệt về phong độ giữa hai đội đã khiến nhiều người tin vào một chiến thắng cho đội bóng vùng vịnh ở trận đấu này. Điều đó sớm được cụ thể hóa bằng hai bàn thắng dẫn trước của Al Hilal do công của Mitrovic và Al Handan chỉ sau 13 phút. Luis Suarez sau đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút thi đấu thứ 34. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên kể từ khi tiền đạo người Uruguay chuyển đến khoác áo Inter Miami. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, Michael nới rộng khoảng cách cho Al Hilal trước khi hiệp 1 khép lại, và anh còn thực hiện động tác ăn mừng siêu trước mặt Messi. Điều này có lẽ đã chạm vào lòng tự ái của siêu sao người Argentina. Trong hiệp 2, El Pulga liên tiếp tỏa sáng ở các phút 54 và 55 để cân bằng tỷ số cho Inter Miami. Đầu tiên, Messi thực hiện thành công quả penalty rút ngắn khoảng cách, sau đó thì anh thực hiện đường kiến tạo đẹp mắt dành cho David Luiz gỡ hòa 3 đều. Đáng tiếc, sau khi rời sân ở phút 88, Messi bất lực nhìn các đồng đội bị thủng lưới chỉ 1 phút sau. Chung cuộc, Inter Miami thua với tỷ số 3-4 và có trận thứ 11 liên tiếp không thắng kể từ cuối năm ngoái. Họ sẽ có cuộc đối đầu quan trọng với Anas của Cristiano Ronaldo sau đây 3 ngày, và với màn chạy đà bất ổn như hiện nay, e rằng một mình Messi không thể gánh nổi đội bóng bang Florida. Thầy Ronaldo không phục danh hiệu của Lionel Messi. Huấn luyện viên Roberto Martinez, người hiện tại đang làm việc với Cristiano Ronaldo trên đội tuyển Bồ Đào Nha, đã nhận định về cuộc bầu chọn của FIFA The Best 2023. Đây là danh hiệu mà Lionel Messi đã giành chiến thắng đầy tranh cãi. Đó là một sai lầm, bây giờ lễ trao giải có rất nhiều phiếu bầu, đồng thời cũng có rất nhiều đề cử. Bên cạnh đó, lần đầu tiên World Cup được tổ chức vào mùa đông và mọi thứ đều đảo lộn, bởi vì nó diễn ra chỉ trong vòng 6 tháng. Đối với tôi, các giải thưởng cá nhân trong bóng đá là vô cùng bất cập. Đội tuyển Bồ Đào Nha với đại diện là đội trưởng Pepe đã lựa chọn Marcelo Brozovic và Bernardo Silva Messi chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Huấn luyện viên Martinez cũng lý giải vì sao Selecao châu Âu lại có lựa chọn này. Tôi nghĩ cá nhân cầu thủ đại diện cho màn trình diễn của đội từ cấp độ câu lạc bộ cho tới đội tuyển quốc gia, Brozovic và Bernardo Silva, cũng như những cầu thủ đã vào chung kết Champions League và giành được những danh hiệu quốc nội thì sao? Brozovic là cầu thủ đại diện cho tinh thần của đội tuyển Croatia. Tôi nghĩ đó không phải là trường hợp duy nhất, bởi vì khi bạn nhìn thấy số phiếu bầu, tất cả có vẻ như dựa trên màn trình diễn tại World Cup. Lionel Messi đánh bại Erling Haaland và Kylian Mbappe trong đề cử nam cầu thủ xuất sắc nhất lễ trao giải FIFA The Best. Haaland dù có thêm một năm 2023 tuyệt vời với Man City, nhưng vẫn ngậm ngùi về sau Messi thêm một lần nữa sau khi đã về nhì trong cuộc đua quả bóng vàng. Thực tế, khi xem xét tiêu chí, những gì Messi làm được trong năm 2023 không thể so sánh với cầu thủ người Na Uy. Đặc biệt, Messi dù đã đăng quang tại World Cup 2022, song tiêu chí của giải thưởng FIFA The Best 2023 không dựa trên màn trình diễn tại giải đấu Qatar. Tuy nhiên, kết quả trao giải thì hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc bình chọn của các đội trưởng, các huấn luyện viên và các chuyên gia. Vì thế, tiêu chí phủ sóng gần như sẽ đóng vai trò vô cùng lớn. Arteta xác nhận chính thức vụ đến Barca. Hôm qua 29 tháng 1, một báo cáo từ ấn phẩm Sport của Tây Ban Nha cho biết Arteta đang cân nhắc việc rời Arsenal vào cuối mùa giải và đã thông báo cho người thân của mình về toán tính trên. Thông tin trên xuất hiện sau khi huấn luyện viên trưởng Barcelona Xavi tuyên bố rằng ông sẽ rời Nou Camp vào hè này. Với cái tên, Arteta được cho là sẽ có tên ở trong danh sách rút gọn những ứng cử viên kế nhiệm người đồng hương. Arteta trưởng thành từ học viện La Masia của Barca khi còn là cầu thủ trẻ tuổi và có 42 lần ra sân cho đội B của câu lạc bộ trước khi chuyển đến Rangers vào năm 2002. Tuy nhiên, Arsenal đã nhanh chóng phủ nhận những tin đồn xuất phát từ Catalonia, nhấn mạnh rằng Arteta cam kết quản lý câu lạc bộ. Thuyền trưởng 41 tuổi bị ràng buộc bởi một bản hợp đồng tại Emirates cho đến năm 2025. Tại cuộc họp báo vào ngày hôm qua, Arteta đã lặp lại tuyên bố của Arsenal và khẳng định anh vẫn hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ hiện tại ở Bắc London. Khi được hỏi liệu tin đồn này có đúng là sự thật hay không, Arteta nói với các phóng viên: "Không, đó hoàn toàn là tin giả. Những gì tôi đọc được ngày hôm qua, tôi không biết nó đến từ đâu. Tôi thực sự khó chịu về điều đó. Tôi nghĩ chúng ta phải rất cẩn thận khi nói về những vấn đề cá nhân. Tôi đang ở đúng nơi." Arteta nhấn mạnh rằng ông duy trì mối quan hệ bền chặt với hệ thống phân cấp của pháo thủ
và loại trừ khả năng quản lý một câu lạc bộ khác ở Anh trong tương lai gần. Về tình hình hợp đồng của mình, Arteta nói: "Tôi không biết, tôi có mối quan hệ chặt chẽ với hội đồng quản trị, mọi thứ đều đến một cách tự nhiên. Chúng tôi luôn làm theo cách đó và chúng tôi đã làm rất tốt." Arteta được hỏi thêm về việc có huấn luyện thêm một đội khác Premier League hay không. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: "Hôm nay không, tôi không biết. Tôi đã chơi cho hai câu lạc bộ lớn nhất ở đất nước này. Tôi còn quá trẻ và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra." Người hâm mộ Arsenal có lẽ đã được thở phào nhẹ nhõm khi Arteta vẫn sẽ gắn bó với pháo thủ. Dưới thời của Arteta, Arsenal đang là một thế lực trong cuộc đua vô địch. Hiện tại đội bóng London đang xếp thứ 3 và kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm trên bảng xếp hạng. Khẳng định 100% rõ siêu sao Arsenal phải có trong mùa hè. Theo nhà báo Dean Jones trên Give Me Sport, Arsenal rất thích Martin Zubimendi. Phóng viên này khẳng định và lưu ý rằng khó có khả năng pháo thủ đạt được thỏa thuận trong tuần này, nhưng câu lạc bộ Bắc London chắc chắn quyết tâm đưa anh về St. Louis vào hè năm 2024. Dean Jones nói với Give Me Sport về Zubimendi và Arsenal: "Theo như những gì mà tôi nghĩ, các mối liên hệ dành cho Zubimendi là cụ thể 100%. Tôi có căn cứ chắc chắn rằng anh ấy thực sự là mục tiêu hấp dẫn trong kỳ chuyển nhượng hè. Rõ ràng là họ còn có những cái tên khác trong danh sách và rất nhiều trong số đó đã được báo cáo. Nhưng Zubimendi, phong cách chơi bóng, tính cách và hồ sơ của anh ấy, tất cả đều rất đáng mơ ước đối với Mikel Arteta và đội ngũ tuyển dụng Arsenal khi họ bắt đầu xem xét tình huống này. Vì vậy Zubimendi chắc chắn là một trong những người cần lưu ý, nhưng rõ ràng là họ sẽ không đạt được điều đó theo cách riêng của mình. Họ sẽ có một số sự cạnh tranh." Những ngày gần đây đã có tin đồn cho rằng huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal đã nói chuyện với Zubimendi. Tuy nhiên Arsenal sẽ gặp phải một rào cản lớn khi Manchester United cũng đã được liên kết với thương vụ này. Zubimendi gia nhập Real Sociedad vào năm 2011 và trải qua hệ thống đội trẻ của câu lạc bộ Tây Ban Nha. Tuyển thủ Tây Ban Nha hiện là thành viên chính thức của đội 1 Sociedad. Cầu thủ 24 tuổi còn hợp đồng với đội bóng chủ quản đến hè 2027. Được biết tiền vệ phòng ngự Martin Zubimendi của Real Sociedad có thể là người thay thế Thomas Partey ở Arsenal. Tuyển thủ Ghana đã gặp vấn đề về chấn thương và hiện tại cũng đã 30 tuổi. Partey còn hợp đồng với Arsenal đến hè 2015. Barcelona cũng đã tỏ ra quan tâm đến Partey. Zubimendi năm nay mới chỉ 24 tuổi và vẫn còn có thể phát triển và tiến bộ hơn nữa. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến. Zubimendi đã có 19 lần ra sân từ đầu mùa và 2 lần vào sân thay người ở La Liga mùa trước. Anh đã ghi 4 bàn và có một pha kiến tạo trong những trận đấu đó. Zubimendi là nhân tố rất quan trọng giúp câu lạc bộ Real Sociedad vượt qua vòng bảng Champions League và đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí top 4 tại La Liga. Một nhân tố vô cùng tiềm năng và chắc chắn sẽ rất thú vị khi thấy Zubimendi khoác áo Arsenal trong mùa giải tới. Barca nhắm De Zerbi thay cho Xavi. Barcelona có thể sẽ theo đuổi huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Brighton để thay thế cho Xavi Hernandez ra đi vào cuối mùa. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Italia cũng là mục tiêu mà Liverpool nhắm đến để thay thế cho Jurgen Klopp. Osimhen chọn Chelsea. Victor Osimhen đã có lựa chọn là Chelsea là câu lạc bộ tiếp theo của mình sau khi rời Napoli, bất chấp sự quan tâm của Real Madrid khi họ tìm kiếm những lựa chọn thay thế tiềm năng cho Kylian Mbappe. VFF có kế hoạch định hướng chuyển thông huấn luyện viên Chuze. Trong quá trình thi đấu tại Asian Cup 2023, huấn luyện viên Philippe Chuze đã có những phát biểu không hay về công tác truyền thông nước nhà. Vị chiến lược gia người Pháp từng bày tỏ khi đội tuyển Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng: "Tôi đọc nhiều bình luận từ quốc tế, nhiều người thấy chúng tôi đang làm tốt, ngoại trừ truyền thông Việt Nam." Sau sự việc trên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết sẽ có những công tác định hướng truyền thông cho huấn luyện viên Chuze và cả ban huấn luyện. Nhà cầm quân người Pháp cần phân biệt rõ báo chí và tin tức trên mạng xã hội là hai khía cạnh khác hoàn toàn nhau, và đó tránh gây hiểu lầm không đáng có. Trên đây là tất tần tật bản tin sáng ngày 30 tháng 1 với những nội dung nóng nhất liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của bóng đá 5 cô. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhé. Xin chào và hẹn sớm gặp lại ở những bản tin tiếp theo.